Alo, chào các bạn nha. Vừa mới nhận được cái máy hút bụi đây của đứa em nó mua để dành hút bụi trên xe ô tô đồ các bạn. Vừa mới khui ra được cái bọc chống sốc ở bên ngoài rồi nè. Rồi tiếp tục khui bên trong đây, không biết phụ kiện nó có cái gì nữa. Ở bên ngoài của nó nè các bạn, cái này hiệu cái gì mà Berry Smith gì đó, hiệu cũng lạ lạ ha. Cái này nó có ghi là XGM X20 Pro. Đây, cái khui bên trên. Này gì đây không biết, nó cho mấy cái đầu hút các bạn, này mấy cái đầu để nối vô ha, hút ha. Đây bên trong của hộp hình như là nó tới hai hộp ăn nè, gỡ này lên cái trước em được bưng rồi lên luôn với đây, bưng cái thùng coi cho khán giả ta coi đầy đủ coi, nó có thích quá. Ủa gì là nó có cái thùng hết đấy, kìa ông cầm mép kìa, tôi cầm đấy. Trời ơi, trời ơi. Đạp đó. Rồi xong. Cái này cái thùng ở bên ngoài của nó các bạn, mà không biết phải đúng cái máy của nó luôn không nữa. Đây. Khoan từ nhé, đợi nha. Để tôi quay giáp cho các bạn thấy. Rồi đúng rồi các bạn, cái thùng kia là thùng bên ngoài của nó ha. Để dành chăm sóc này kia nọ. Này đóng thùng vận chuyển xa cho nên người ta kỹ các bạn, bên nhà bán hàng người ta kỹ, cái hãng sản xuất nó kỹ á, nó làm luôn hai cái thùng. Đây. Phụ kiện của nó đồng đúng chưa nè. Cái này là cái cây hút chính nè ha, lần nữa mình gắn mấy cái phụ kiện rồi vô. Ủa cái này bộ cầm tay luôn hay gì thôi. Rồi vậy là cái này chắc cầm tay, không có sợi dây các bạn, cái này chắc sạc pin quá. Quá rồi. Bỏ bọc này vô đây bớt đi. Rồi cái này là cái cây cầm nói nè, bỏ ra đi. Rồi bọc ni lông dồn qua bên bớt. Rồi lấy cái máy để đi, quay xung quanh cái thùng coi. Đây các bạn tiếng Anh tiếng U được không ạ? À? Đại khái là các bạn nhìn hình các bạn thấy ha, này cầm tay nè. Bên đây là khoan nhí từ nhí, đây thông số kỹ thuật của nó nè các bạn, này trọng lượng nó mà là 1 kg mốt ha, để mình đọc sơ các bạn nghe nha. Cái này điện sạc vào là 220, 240 ha. 19 PA là gì đó các bạn, 19.000 với 76.000 vòng trên phút nha. Cái này nó xài pin lithium ion các bạn, 22.2V ha. Tối đa được 30 phút. Sạc thì 4 đến 5 tiếng. Rồi kích thước ở dưới là kích thước ha các bạn. Ủa nói chung dòng máy này cầm tay các bạn mà chắc là nó cái công suất của nó cao các bạn, công suất mạnh. Đây bên đây nó cũng ghi đây. Mình quay sơ cho các bạn xem nha, chủ yếu là hồi mình test cái máy nó nha các bạn. Trời nhìn trang cái súng. Này review chân thực các bạn thực tế luôn nha, chứ không có phải bán hàng gì hết trơn nha. Này tại mình mua cho mình sử dụng rồi mình sẵn mình tháo ra mình test thử luôn nha. Chứ không có bán hàng hay là cũng không gì hết. Rồi, nhìn đi trang như cái súng các bạn. Cầm trời trang như mấy cái cây súng của mấy Mỹ. Ô. Hú ngoài. Trời ơi. Dữ luôn. Nghe tiếng dữ luôn nè. Ủa sao buông nút rồi nó vẫn còn ấy ta? Hút dữ rồi. À cái này cũng thiết kế nút của nó cũng hay các bạn, mình bấm gọn cái mình buông ra là nó tự nó chạy luôn ha. Bàn mấy này tháo luôn đi nhé. Nè, đây tùm lum cho nó tháo giùm đi nhé. Đây các bạn, mình bấm vô cái là tự nó chạy nha. Đây mình không có bấm nữa, các bạn nghe tiếng không? Đó, bấm cái nữa là số 2 nó mạnh hơn tí nữa các bạn. Đó, bạn nghe tiếng không? Bấm cái vô tắt ha. Vậy là nó có hai mức các bạn, mạnh với nhẹ nha. Đó, bấm vô một cái nè. Nghe các bạn nghe tiếng nhỏ này không? Bấm cái nữa nè. Đó. Cái tiếng này chang như động cơ phản lực luôn ha các bạn. Này chắc nó thiết kế bằng thiết kế tựa như động cơ phản lực hay sao đó, mình nghe tiếng nó giống vậy ha, chứ nó không có giống như mấy cái máy hút bụi thông thường. Mấy cái đầu là đầu lọc á, lọc không khí rồi gắn ngoài trước nè. Khoan để mình test thử coi. Rồi nó chỉ có hai mức thôi, hai số thôi ha. Rồi đại khái này xài pin rồi, để mình mò nó tí xíu rồi mình gắn mấy phụ tùng vô các bạn. Còn cái này nhé, tháo luôn. Cái cục sạc của nó đây, mình quay thông số cho các bạn xem ha. Đây hồi tối để các bạn xem gì mình nha. Rồi. Cái chui của nó là chui tròn, đây chui tròn bự. Rồi để mình mở luôn cái bịch này các bạn. Rồi các bạn, cái này là mấy cái đồ để phụ tùng để nối dài thêm ha, khi nào mà mình cần để mà đứng á các bạn, làm tư thế đứng á để mình chạy với sàn nhà thì mình xài cái này mình nối dài thêm ha. Còn ví dụ như làm trong mấy cái khu vực nào mà hạn chế á, thì như trên xe ô tô đó thì các bạn chỉ cần gắn cái đầu nhỏ thôi ha. Này nó hút cũng rất là mạnh các bạn, đây mình thử nha. Bấm lại rồi, bấm hai cái rồi. Bấm rồi buông ra. Rồi. Đây các bạn. Nó hít cái thịt của mình vô trong luôn các bạn, tại vì nó có cái đầu ngoài nó che mình không thấy nè. Hít cọng rau thử. Hít cọng rau. Đây là nhé, hai con bự. Yeah.
chạy cái chạy con gáo chạy vô đây mọi người nè khoan để bạn để mình test thử hai cọng gao này cho bạn xem thử nha. Đấy đi dướng à, cọng gao bự quá các bạn ơi, nó bị dướng ở bên ngoài nè, còn cái cọng nhỏ thì nó quay vô trong, nó quay dướng vô trong nè. Rồi rút này ra đi, hết vô luôn cả. Đây các bạn, mình ghim cái cục sạc này vô mình test thử nha. Thì đây các bạn, khi mà chưa có ghim vào thì nó đèn xanh nè. Đây mình ghim ở mép sau đuôi nè các bạn. Đây ghim vào rồi thì đèn nó chuyển sang màu đỏ nè. Này khi nào đợi cho đầy pin nha. Máy này theo như mình đánh giá thì xài nói chung cũng mạnh các bạn, mạnh nhưng mà với cái đối với những cái dòng máy xài pin á thì nó là thuộc dạng mạnh nha, còn đối với xài điện thì nó không bằng các bạn. Thì xài điện lúc nào cái motor nó với lại công suất nó cũng cao hơn ha. Pin thì nó có hạn chế về cái số volt, chỉ khoảng 20V thôi thì nó không thể nào mạnh bằng như điện 220 các bạn. Nhưng mà mình xài được cái là nó rất là tiện các bạn, xài trong mấy cái kẹt á, trong hốc trong kẹt á, ở những cái vị trí nhỏ hoặc xa khó giới tới á, cầm nó rất là tiện ha. Chứ không thể nào so với mấy cái máy mà xài bằng điện trực tiếp á, thì cái máy đó nó rất là cồng kềnh các bạn, nhưng mà được cái nó mạnh hơn ha. Rồi tùy vào nhu cầu sử dụng của mỗi người thôi. Nói chung thằng này xài cũng được. Ok các bạn. Rồi clip của mình đến đây cũng xin được tạm dừng nha.